đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình vào trong đây mình sẽ cho anh em nhận một cái core đe nữa. Một cái core đe đó là mình có thêm một cái danh hiệu đó là Mirale. Và thêm một cái core đe để cho chúng ta nhận giao nữa. Hôm qua thì còn ba cái core đe mà mình chưa có cập nhật được. Và một cái core đe đó là mua up fan á. Thì nó không cho mình nhận tại vì mình không có đăng ký trước. Và nó chỉ cho mình nhận thêm hai cái core đe nữa thôi. Một cái core đe danh hiệu và một cái core đe là nhận trao với nhận nguyên liệu nữa. Thì cũng như thường lệ thì các anh em vào ở trong cái phần cài đặt, các anh em vào trong setting, các anh em vào trong là CDK. Rồi các anh em gõ cho mình một cái gift code. Các anh em gõ cho mình một cái gift code đó là MUSEA 3 số 8. Thì đây là chúng ta sẽ nhận được một cái gift code. Không ngừng lại đó, anh em gõ thêm cho mình một cái gift code tiếp nữa nha. Tiếp theo là anh em gõ cho mình thêm một cái gift code nữa là MURATOR. Thì sẽ có thêm một cái danh hiệu và có thêm trao cho anh em. Và đây là hai cái code cập nhật mới nhất ngay thời điểm hiện tại để cho các anh em có được một cái danh hiệu. Và cái danh hiệu này các anh em có thể là sử dụng được đây. Nếu mà mình đã có nhặt rồi á thì nó sẽ báo là mình đã nhận rồi nha. Thì mình sẽ vào trong đây cho anh em nè. Khi mà có được một cái danh hiệu á, nó sẽ có thêm một cái mục nữa ở đây. Các anh em muốn ẩn danh hiệu cũng được nè. Đây ví dụ mình ẩn danh hiệu nha, thì các anh em sẽ không thấy danh hiệu, còn mình sẽ bật danh hiệu nè, danh hiệu của con nhân vật của mình nè. Và trên đây á, là cái phần thông tin của con nhân vật của mình. Mình có mũ nè, có được một cặp gậy nè, một bên là gậy thường, bên gậy thằng nha. Và áo của mình là cũng có áo thằng luôn nha anh em. Hôm nay thì mình đã săn đồ thằng được cũng khá nhiều nha anh em. Mình vào trong đây cho anh em xem đây. Không biết anh em có tải được hay chưa. Anh em nào chưa tải được á, thì cũng mạnh dạn comment. Và anh em nào đã tải được rồi, đã trải nghiệm được rồi thì hãy cho mình những cái lời góp ý để mình tiếp tục làm cái con game này để cho anh em xem. Hiện tại là mình đang mua một cái gói whip nha. Gói whip bằng cái mua con phá này nè. Mua con phá của mình lên là 20k. Thì bây giờ mình mua một cái nó chỉ còn là 860 thôi anh em à. Đồ thằng á, các anh em phân biệt đồ thằng và đồ S. Nếu mà đồ S thì nó đỡ cho mình là chữ S, còn đồ thằng nó đỡ cho mình là chữ Z nha. Đây, đồ thằng của mình có được cái một món ở đây, một cái bộ đồ. Một bộ đồ của mình bên hướng là anh ghi nè. Và tiếp theo là mình có một cây gậy thằng nha, một cặp gậy không dùng khiên nữa anh em. Qua đây thì mình có bán mấy cái món đồ ở trên shop đây, mấy món đồ của mình bán trên shop. Đồ thằng đây, còn đồ này thì người ta cũng giao bán được bình thường nhưng mà chưa giao bán nha. Đồ đây các anh em có thể là để cái giá này trước, nếu mà tầm khoảng một ngày hai ngày nếu mà nó không trôi các anh em có thể là hạ giá thành xuống. Đồ thằng á thì nó sẽ có một cái nền nó là màu nâu và chữ là chữ Z, còn mà ở chế độ đồ S thì nó sẽ là cái nền màu xanh. Ở đây thì các anh em vào trong đây để mua đồ, các anh em bấm xuống cái dòng thứ ba là các anh em mua ALL. Cái dòng đầu tiên là các anh em có thể là mua vũ khí. Vũ khí đây có vũ khí của con MG đây. MG nó cho chúng ta một cái trị giá cũng khá tốt nha, 4.420 mua con. Ở đây thì nó cho chúng ta mua theo cái hội class Magic mà nó ra cho mình cái cây cung nỏ anh em à. Nó hơi sai cái gì nha. Cái mục trên đây là cái mục ALL, anh em có thể là vào trong đây để mà mình chọn mình mua đồ thằng. Và cái con game này mình đã trải nghiệm vài hôm rồi. Người ta nói mình chỉ là mình thấy mình dịch lại thôi chứ mình không biết người ta là giao dịch buôn bán cái gì. Mà toàn bộ những giao dịch của người ta là người ta buôn bán đồ thằng hết anh em. Người ta không dùng đồ extra lần. Mới đầu vào trong con game á thì người ta dùng đồ extra lần để người ta trang bị sơ cấp thôi. Nếu mà cao cấp thì người ta toàn bộ người ta trang bị bằng cái đồ thằng hết nha anh em. Còn đồ S thì người ta chỉ trang bị nhẹ thôi. Ở đây là những món đồ thằng mà người ta treo lên bán. Đồ thằng thì nó sẽ có những cái thuộc tính riêng. Thuộc tính của nó là cũng là thuộc tính chuẩn của tất cả những con game mobile nha. Ở đây như ví dụ anh em mặc được full set đồ như vậy nó sẽ kích cho anh em nè. Cái dòng thủ được 50 nè và max HP là 7% nè. Khi mà đam gạch te thêm của chúng ta được 5% nè, và dưới là bổ sung thêm cho chúng ta là 2 nữa. Và tất cả những cái khác cũng vậy. Như ở đây có những cái win đây. Cái win đó thì anh em muốn xây win 1 nó cũng rất dễ anh em, không có cần cái gì quá cầu kỳ. Kiếm những cái nguyên liệu mà chúng ta xây win 1 thì nó hơi khó chút xíu, tại vì ở trong đây là nó bắt buộc chúng ta là nguyên liệu là cà re. Có cà re chúng ta mới là xây win được. Hiện tại mình đang ở một cái map whip đây, xem map whip nó có gây đồ thằng nhiều hay không. Và vật phẩm này hôm nay thì mình mới có nhận được đây, mới nhận được thì nó sẽ tăng ép thêm nha. Cái này là cái bonus thêm nha anh em. Trao làm S hoặc là B, anh em có thể là làm nhiệm vụ full ngày được. Làm nhiệm vụ thì rất là dễ, các anh em vào trong boss đây. Mình lựa những cái con boss level thấp, ví dụ những con boss level thấp này, anh em farm ra. Vật phẩm thì nó sẽ để bên đây cho anh em nè. Ví dụ là ở đây là boss là chế độ là level 20, nó sẽ cho chúng ta là hộp boss nè và B nè và những cái công cụ. Ba cũng vậy nè, lên 40 cũng vậy nè, lên 50, lên 60. Đa phần á là mình farm ở map 50 là nhiều á. 50 mình đi full map. Nếu mà các anh em không đăng ký gói whip thì các anh em không có thể mở vào những cái map whip dưới đây được đâu. Map whip 3 nè, không á thì các anh em chỉ được ở trên thôi. Lót nè, mình sẽ chuyển một cái map whip này cho anh em xem. Mình sẽ chuyển ở đây nha. Có đăng ký gói whip rồi các anh em đi vô map whip mình farm S nó sẽ lên cao hơn.
VIP thì các anh em đăng ký bằng cái Mucon thường thôi. Hiện tại mình chỉ vào trong VIP 1 thôi anh em ạ, không có vào trong to được nha. Đây, mình chỉ vào trong VIP này à. Mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái khác mình farm những cái con boss mà cái chế độ cho nó to tí xíu. Mấy con boss này xem là nó sẽ gơi những cái vật phẩm gì. Anh em đăng ký những cái gói VIP thì vào trong đây farm rất là nhiều, anh em chạy vòng vòng ra. Nè, mấy cái con boss VIP này thì anh em đã ăn hết nè. Boss bự thì cái nguồn thu của anh em nó có rất là nhiều, còn boss nhỏ thì nó ra những cái đồ cơ bản thôi. Chủ yếu là các anh em săn boss bự đằng các anh em kiếm đồ thằng lại bị phỏng tay trên anh em à. Như vậy là cái cánh bên đây là bị ăn hết rồi anh em ơi. Mình sẽ đi dập xuống cái cánh dưới đây. Cánh trên này là bị hôm nãy là có một con cung nữ nó ăn rồi. Các anh em thấy hôm nãy mình mới vô cổng là có con cung nữ nó chạy vô đấy. Hiện tại bây giờ mình sẽ chạy xuống cạnh dưới đây, mình chặn đầu trước nha. Vào trong map whip được mà ăn mấy con bắp nhỏ thì thôi, thay thế gì các anh em cứ ở map ngoài, khỏi cần đầu tư cái đồng mua con làm gì. Hiện tại con nhân vật của mình mà có thêm một cái win nữa thì nó cực kỳ đẹp nhá. Chừng nữa mình sẽ kiếm cre mình đi xây win cho anh em xem. Cre với like, cre like với chào là chúng ta có thể là xây win một được. Nhưng tỷ lệ bao nhiêu thì mình chưa có biết. Mình đi lại mình bấm tỷ lệ thì nó chưa có lên nhiều. Ô, còn 5 phút nữa lặn. Ông này ông ăn hết rồi anh em à. Một con cung nữ trong đây nó ăn khá là ngon lành. Nó ăn từ ở bãi này nó ăn tới cái bãi kia. Nó không chừa cái quần đùi gì hết anh em. Anh em vào trong đây có thể là vào săn boss để mình kiếm đồ. Mình thấy con game này tự nhiên mình thấy cuốn ngang anh em à. Đi cài cuốc từ món đồ, đi cài bot các kiểu, không cần phải đầu tư gì quá nhiều, chỉ cần đầu tư thời gian thôi là anh em có thể là chơi tốt. Ở đây là còn 6 phút mấy, hôm nãy còn 5 phút mấy mà cái này nó còn tới 6 phút mấy. Hôm nãy con kia nó ăn nhanh dữ gì sao. À, cái con này sáng không biết chạy chắc không kịp với con cung. Con cung nó chạy ra cho nó ăn rồi luôn rồi. Thấy giọng nó chưa ăn nhanh em. Đăng ký gói VIP xong là nó sẽ có chúng ta có một VIP như vậy. Sao đây cung nữ. Ồ, con này con DK anh em à. Con DK chứ không phải là cái con cung nữ. Vô trong đây kit luôn nha anh em. Ồ, bot này to khỏe anh em à. Ăn bot này không thấu, ăn bot này không ổn rồi anh em. Vô cái map whip đầu tư như vậy là uổng tiền anh em ơi. Tịnh hôm nay đầu tư vô cái map whip đặng cho anh em xem nhưng mà nó hơi uổng tiền chút xíu, nhưng mà không sao. Chúng ta có thể là treo ở đây để kiếm những cái nguồn thu. Dù sao vậy ở trong map whip nó cũng tốt hơn cái map thường nha. Mình ăn cái con boss đỏ không được thì mình cứ việc ăn boss vàng, nó cũng cho chúng ta cái nguồn lợi tốt lắm. Các anh em thấy là giao diện từ cái bản đồ và từ kỹ năng, từ skill của nó sẽ y chang như phiên bản của PC luôn anh em. Và các anh em có thể là tắt hết những cái màn hình như vậy anh em xem là trải nghiệm một cái con game chuẩn của PC. Các anh em đừng có để ra ngoài chi mà nó luồn tuồn hết rồi các anh em xem nó lại vướng. Mình trải nghiệm qua cũng rất nhiều con game mà tự nhiên mình chơi cái con game này mình thấy nó hơi thích hơi. Tại vì đi vào trong đây là tự mình cài cuốc lên tất cả, không cần là phải vào trong đây xin xỏ hay cái gì. Vào trong đây tìm hiểu chút xíu, mình nhận những cái code tăng thủ rồi mình tự cài, tự treo thì người ta đã có hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Các anh em có thể là treo ọp được luôn, vẫn chưa có cái gì nói lên cái độ nguy hiểm lắm. Ở đây được một cái dòng phản với một cái dòng là hoàn hảo. Nếu đồ các anh em kiếm hai cái ốp chuẩn cho mình, ốp chuẩn như gì đó, một dòng phản và một dòng giảm sát thương. Hai ốp này là hai ốp chuẩn của con game đó. Không á thì các anh em cứ kiếm đồ thằng cho mình nhé, đồ thằng nó sẽ tốt hơn. Những bình S này nè anh em farm á, qua một đêm rồi nó sẽ cho chúng ta rất nhiều bình S luôn. Mình sẽ bán cái này để mình kiếm cái đồng mua con phá. Lúc nào mình cũng phải chừa một cái điểm dư trong đây nha. Và mình có ý định là chừng nữa mình sẽ chuyển sang cái con là MG9 nha anh em. Mình sẽ test đam MG9. Mình đang thiếu một cái áo MG9. Mình có là tay, chân và quần rồi. Mình thiếu cái áo, chừng nữa mình sẽ chuyển sang con MG9. Test cho anh em xem. Để mình treo một đêm, hai đêm nữa kiếm được một cái bộ đồ MG9. Quay ngang farm MG9, mua kỹ năng MG9 cho anh em xem. Tại vì ở game này mình thấy 10 người thì hết đâu đó là hết 5 người, 6 người chơi MG. Thì người ta có để nè, boss level là từ level 50 tới level 100. Map là một cái map đầu tiên của một cái bản đồ. Này, map đầu tiên bản đồ các anh em là whip nè. Còn đây lúc trước trên đây là sẽ Agana, còn bây giờ trên đây là cái map whip. Nó không có những con quái con, nhưng mà trong đây các anh em sẽ farm tất cả những con boss lớn nha. Mình treo đồ thằng này thì cũng hồi chiều tới giờ rồi, nhưng mà chưa có người lướt. Thì bây giờ mình sẽ vào mình chỉnh, mình hạ cái tiền tệ xuống. Hạ cái dòng tiền tệ xuống cho nó thấp tí xíu là mình sẽ để cho nó 2k. Cái này mình sẽ lấy xuống mình treo 2k hết. Dù muốn dù không gì thì mấy cái món đồ này mình cũng không có xài. Nên mình bán cái giá này đặng mình gom đồ, đặng mình mua đồ của con MG lại nha anh em. Ở đây nó có phí nè, có phí là 10% nha. Có game nào cũng vậy. Các anh em vào trong đây bán đồ thì chắc ăn là phải có phí. Ok, và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em vào một cái clip sau. Tiếp tục là review một chút xíu thông tin về cái con game mới tiếp nha.